Thế à? Hùng Cục đâu? Không có ở đây. Nó ở đâu? Nếu có cũng không muốn gặp tụi mày. Mày hả? Mày! Mày vô trọng mới kêu nó ra đây gặp tao. Nhanh lên! Để mày! Đại ca, thằng Tư Tây. Mày à, dạ. Biến. Dạ. Chị, em không ngờ lại gặp chị ở khu nghỉ dưỡng này. Em làm gì ở đây? Dạ, em đi chơi golf. Ồ, vậy là tốt rồi. Vậy mà chị cứ lo. Nhờ số tiền và mới trang sức mà chị cho em, em ra Hà Nội rồi mở một quán cà phê nhỏ. Ở đó em gặp chồng em. Chồng em là một doanh nhân. Thiệt tình, mấy bữa nay em cũng tính đi tìm chị. Ủa, sao em biết? Em theo dõi trên mạng, biết chị ra đây dự buổi đấu giá từ thiện. Em nói ông xã dẫn em theo. Em muốn gặp ân nhân của mình. Em không hận chị sao? Chị đừng nói vậy. Chị cứu mạng em rồi còn giúp em thay đổi cuộc đời. Nếu em cứ mê muội rồi bám dính anh Thiên thì làm sao em có được như ngày hôm nay. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Tô Lan, chị xin lỗi em. Tao cho tụi bay 1 tháng để dọn đi. Nếu không thì sao? Mày cũng biết tao không ưa vũ lực, nhưng có điều lâu lâu cũng phải vận động chút cho nó khỏe người. Nói chuyện làm ăn mà cái kiểu như ông thì khó thành lắm. Ai biểu mày muốn căng với tao làm gì? Vũ trường này là tâm huyết của gia đình tao. Muốn sang tên đổi chủ á thì cũng cần phải được giá chứ. Mày nghĩ cái giá đó không được hả? Chưa được. Nhưng tôi sẵn sàng thỏa thuận. Thôi được. Lần đầu làm ăn tao chấp nhận với mày thêm 1 giá nữa, ok? Khi nào nhận đủ tiền? Tuy nhiên, vì chấp nhận tăng giá, nên tao muốn tụi bay dọn càng sớm càng tốt, hiểu chưa? Trồng đủ tiền, thì tao đi. Anh Tư đáng chắc thiệt. Làm cái gì là vô cái đó. Mấy cái vụ bằng ăn anh Bảy tin tưởng giao cho Tư thôi ha. Cái thằng khốn đó, nhẹ không thích thích nặng. Tao ra giá vậy là hợp lý lắm rồi. Anh có sợ thằng đó nó phản kèo không anh Tư? Nó dám mà. Nghe đến cái tên Lửa Thần là phải chạy liền. Nếu không tao thiêu rủi luôn cái quần của nó. Từ ngày anh Bảy với anh Quốc mất, em thấy băng của mình mất giá của anh Tư à. Biết sao bây giờ. Nhưng tụi bay cứ yên tâm, có Tư Tây ở đây, trời có sập cũng chống đỡ được mà. Đúng đó anh Tư. Anh Tư rất là sáng suốt. Khi chiêu mộ thêm mấy thằng thứ dữ, vừa mới nhập băng thôi mà giờ thanh thế của anh em mình lên dù rồi đó anh Tư.
Không phải vậy mà tao khinh rẻ tụi bay. Bằng chứng là tao sẽ đưa tụi bay đi. Đi đâu anh Tư? Nè, hai đứa muốn đi chơi vui vẻ một chút không? Vui vẻ hả anh Tư? Ừ. Em biết một chỗ này, hơi hẻo lánh một chút, nhưng mà hàng rau sạch đã lắm anh Tư. Ờ. Còn không biết chạy lẹ lẹ nữa. Nhanh lên mày. Ok. Má, má đợi con có lâu không? À, má bệnh hả? Không, má không bệnh. Sao má mất hết thần sắc rồi? Má nói rồi, má không có bệnh. Con biết rồi, cái này người ta gọi là tâm bệnh, còn nguy hiểm hơn bệnh ở ngoài nữa đó má. Nói nhảm hoài. Má nói đi, ba làm cho má buồn nữa đúng không? Con phải đi tìm ba mới được. Đừng, đừng. Thiên ba, má sợ mất luôn cả con. Má nói sao? Má nghĩ là ba muốn giết luôn cả con của mình hả? Không, má phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng mà con biết không, việc làm vợ của sói không tồi tệ bằng để những đứa con của mình làm con của sói. Yo! Yo! Để em lao cho anh nha. Anh Tư thấy Đoan ở đây sao anh Tư? À, ok. Thấy hai em dễ thương không? Quá ok. Đúng là anh Tư Tây. Một em không đủ, phải hai em mới chịu. Nói bậy, anh Tư nổi tiếng là sát thủ tình trường mà. Ồ, vậy hả? Vô, 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 vô. Ồ, quên. À, người đẹp của hai đứa đâu rồi? Anh Tư đừng có lo cho tụi em. Tụi em á đã có chỗ rồi. Hôm nay tụi em là dành cho anh Tư. Để hai em phục vụ cho anh thôi. Được, 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 được. Vô cái nữa. Vô, vô, vô. Hành động ha. Hành động ha. Anh Tư đâu vậy anh Tư? Ừ, đi đâu hả? À, tụi bay có biết á, người xưa bình chuyện tứ khoái như thế nào không? Biết không? Ủa, tứ khoái là gì? Tứ khoái là cái gì hả? Tứ khoái là... À, lát nữa anh quay lại sẽ nói cho tụi bay biết. Tôi kể đi. Vô. Nè, tao nói cho hai tụi bay biết, cái khoái lớn nhất của người đàn ông nào á cũng chính là cái chuyện đó đó đó. Nè, tụi bay đừng có nghĩ tao là thằng trụy lạc nha. Cái chuyện này ngày xưa ông bà mình đã xếp nó vào giống như là chuyện ăn uống vậy. Cho nên mình phải được liên tục làm, liên tục làm. Ok anh Tư, không mấy bây giờ anh Tư lấy vợ đi. Hàng ở trong nhà muốn chơi bao nhiêu thì chơi, anh Tư muốn xài khi nào thì xài. Đồ ngu, mày còn khoái gì nữa? Chơi hàng ngoài cho nó sướng. Mày khùng hả? Mày lái xe cái kiểu gì vậy? Muốn tổ thằng hả? Có thằng điên nào vừa lao đầu vô xe mình anh Tư ơi? Muốn coi đi. Chết rồi anh Tư ơi, chuồng lẹ. Dạ. Ê, đụng người ta chết người, định bỏ chạy hả?
không phải chuyện của mày nha. Mày biết tao là ai không? Mày là thằng nào? Từ Tây, băng lửa thần, nghe chưa? Lửa thần là băng nào? Thằng này là đầu đảng của băng lửa thần nữa. Thì ra tụi bay bày trò. Thứ dữ hả? Ok. Một là mày để lại tiền. Còn hai, mày để lại cái mạng heo mồi của mày. Tao cấm mày kêu cái... Nè, tao có tiền, tụi bay cần bao nhiêu hả? Đưa cho nó mày. Dạ. Tụi bay đúng là lũ giết người mà. Cái gì? Không muốn hả? Giỏi lắm, thì ra là có tính toán. Thằng như ta mà cũng bị đưa vô trọng. Giỏi lắm. Đưa giết cho nó. Dạ. Ký vô. Nhìn cái gì? Tụi bây giờ á, nói với thằng Hùng Cục, nếu mà tao còn sống sót qua đêm nay, tao sẽ mang quân làm cỏ cái nhà nó. Ok, tao sẽ chuyển lời. Nhưng trước hết, ta sẽ chiều theo ý nguyện cuối đời của mày. Giết nó. Tổ sư chúng mày hết chỗ đánh nhau rồi à? Lên tụi mày. Có được hắn, băng lửa thần sẽ lại làm bá chủ. Động rồi, rút. Nè, nói với thằng Hùng Cục, nhất định tao sẽ ghé thăm, nhớ chưa? Ê, nè anh bạn. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh. Đừng giận. Giận đau quá. Tôi chỉ muốn Anh Tư, có cần em xử nó không anh Tư? Im đi. Bạn bè, người thân, kẻ thù, dính dáng tới thì có, nhưng mà sao chưa có chỗ nào rõ ràng vậy ta? Chị liên lạc lại cho em chưa? Chưa. Câu hỏi này khó đây. Còn ách, giá mà có cơ rô chuồng bích thì có phải dễ đoán hơn không? Lão già ba mình quả là lợi hại mà. Cho anh mượn điện thoại đi. Anh cũng có điện thoại mà. Để coi trên mạng có bài nào nói về con ách không. Không biết có tượng trưng về hình ảnh gì đây. Em xóa số chị Ly trong máy của anh để làm gì? Quá rõ rồi còn phải hỏi. Lá bài trơ, không có tính chất tượng trưng cho điều gì đó mặc định. Anh suy nghĩ kỹ lại đi. Cô Liên đâu có hợp với anh. Liên quan tới tính mạng con người, em đừng có nói linh tinh nữa. Giỡn chút mà. Điện làm dữ hả? À?
Alo. Alo. Cô nghe đây. Cô đã điện cho chị Tố Lan chưa? Cô gọi rồi. Nhưng mà hình như cô đổi số thì phải. Dạ, vậy cô hen. Tao đây. Thằng Tư Tây chiêu mộ thêm quân để đấu với tao hả? Cái con heo mọi đó, tao thịt lúc nào mà không được. Chẳng qua tao chỉ muốn vỗ béo nó thôi. Em à, em nghĩ sao về một kỳ nghỉ dưỡng Đà Lạt? Tùy anh. Em phải thích thì mình mới đi chứ. Em thích. Tốt lắm. Vậy cuối tuần này mình đi nghe. Dạ. Thôi, mình đi nghỉ đi em. Lâu rồi mình cũng chưa có thân mật. Dạ. Em phải thích thì mình mới làm. Em thích. Anh à. Anh nghe. Thiên Bá nó cũng đã trưởng thành rồi, anh nên giao bớt việc công ty lại cho nó đi. Thôi, đi ngủ sáng mai rồi. Kỳ thiệt. Em tìm ra manh mối rồi hả? Kỳ là kỳ thái độ của cô Liên kìa. Rõ ràng là không muốn nói chuyện với em. Em lại suy diễn nữa rồi. Không có cái tinh tế của phụ nữ thì không có thể hiểu nổi đâu. Chắc là chị cũng đang lo cho Tố Lan. Cũng có khả năng. Thay vì lo chuyện bao đồng, kỳ thiệt ta. Kỳ thiệt á. Vậy là sao? Ê nè anh bạn, anh bạn. Anh bạn. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh. Đừng giận. Giận đau quá. Tôi chỉ muốn nhất định phải có thằng đó. Thank you.
Mẹ. Em chưa thấy thằng đó bao giờ. Kiếp, thằng trên nơi rồi mà còn. Rồi bây giờ tính sao anh? Nó dọ làm cỏ cả nhà tao hả? Dạ đúng rồi. Nghe nói á, nó mới chiêu mộ được mấy thằng nuôi chơi lẻ. Tụi đi lẻ muốn tồn tại một sự bạc lạnh, mà nó dùng cách nào để dụ dỗ bọn chúng? Tiền, qua môi giới thằng quan hùng. Mày dám chống được không? Tao biết là không. Heo mập đần độ muốn chơi tao hả? Tao sẽ chơi sát dán cho nó biết. Hôm nay là ngày trọng đại nhất của hai doanh nghiệp Quốc Thiên và Hưng Thịnh. Lễ ký kết hợp đồng mang tính lịch sử biến chúng tôi trở thành người một nhà. Đây chính là điều tuyệt vời nhất. Rất mong quý vị hãy cho một tràng pháo tay để ghi nhận thời khắc lịch sử này. Ta hợp tác tốt đẹp trong tương lai. Tôi cũng nghĩ như vậy. Sau khi chúng ta tiến hành ký hợp đồng này, tôi nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để phát triển rộng hơn. Hiện nay công ty của chúng tôi đang định hướng sang thị trường quốc tế như Mỹ, Anh và Pháp. Hy vọng rằng sau buổi ký kết này, chúng ta sẽ tổ chức những dự án đầu tư tốt hơn. Tôi cũng nghĩ như anh. Chủ tiệm cà phê Đột Tử tại nhà. Bà Thùy Linh, chủ tiệm cà phê Linh Lan, nghỉ nhà dưỡng bệnh bị đột tử do dị ứng phấn hoa, dẫn tới co thắt khí quản, ngạt thở mà chết. Ông Đức, chồng bà Linh, một doanh nhân có tiếng ở đất Hòa Thành cho biết, vợ ổng không có tiền sử dị ứng. Theo kết luận của bác sĩ, có lẽ chứng này phát sinh do dùng thuốc chữa bệnh viêm gan B mãn tính. Hèn chi, cô nói như là muốn khóc vậy đó. Bà tên là Tố Lan à? Đầu đất ơi là đầu đất. Bộ anh quên câu chú thích là tên nạn nhân đã được thay đổi rồi hả? Mấy nhà báo giấu đầu lòi đuôi, đổi tên nạn nhân mà lại lừa đổi tên tiệm. Gì mà ông Đức, doanh nhân nổi tiếng ở đất Hà Thành, còn ai ngoài ổng nữa? Phan Hồng Đức, chủ tịch hệ thống bán đồ thể thao Đức Esports. Kính thưa quý vị, câu đầu tiên tôi muốn nói là xin lỗi tất cả các anh chị nhà báo. Tổ chức họp báo nhưng lại không cho các anh chị cơ hội để hỏi, thành thực xin lỗi. Hôm nay là ngày trọng đại nhất của hai doanh nghiệp Quốc Thiên và Hưng Thịnh. Lễ ký hợp đồng mang tính lịch sử đã biến chúng tôi trở thành người một nhà. Đây chính là điều tuyệt vời nhất. Rất mong quý vị hãy cho một tràng pháo tay để ghi nhận thời khắc lịch sử này. Nhưng mà ông giám đốc Hưng Thịnh sắp khóc tới nơi rồi. Cảm động quá. Hãy
Đi qua kia kiếm nó. Nguy hiểm quá. Trúc à, em chắc chắn người chết là Tố Lan chứ? Dựa vào những thông tin mà em có được, chính xác tới 99% á. Bà chết vì bị dị ứng. Bị giết, thiên sói giết. Bằng cách nào? Hắn vẫn ở đây mà. Đầu đất ơi là đầu đất, hắn có một mớ sát thủ trong tay, mắc mớ gì phải tự mình ra tay chứ. Đây không phải là kiểu hành động của cặp sám đen. Bóng ma thì đã từng gặp hắn. Anh có linh cảm là hắn không... không... Khỏi, khỏi đoán đi. Tiếp cận thành thục, thủ pháp tinh tế, lại còn phấn hoa nữa, chắc chắn là phụ nữ. Còn ai ngoài đệ nhị sát thủ Hoàng Yến? Hoàng Yến? Ủa, bọn em chưa nói với anh hả? Thiên sói có bộ ba sát thủ, tính từ cao xuống thấp: bóng ma, Hoàng Yến và xám đen. Nói vậy cô ta xếp trên cả xám đen nữa hả? Giới giang hồ thậm chí còn đánh giá cô ta cao hơn cả bóng ma. Anh chưa nghe câu không có gì độc hơn bụng dạ đàn bà sao? Sống bằng nghề mò rác đó. Hồi quá. Sao tự nhiên đánh em vậy Tư? Địt mẹ chúng mày, chán cơ thèm đất à? Anh Trũi là người ngoài kia, chắc biết đến cái tên Bảy Lửa, thủ lĩnh băng lửa thần chứ. Chết mẹ rồi còn đâu mà biết. Mày ra ngoài kia canh chừng cho tao. Giang hồ trong này thằng nào cũng béo như chú mày à? Tôi kiêng vấn đề đó anh Trũi à. Dù tôi và anh có trở thành đồng minh hay không thì anh cũng nên nhớ, nếu có lần thứ hai á thì dễ xảy ra án mạng lắm đó. Tốt, có chi khí, tôi thích những thằng như chú. Chú tên gì? Từ tay. Được, đủ tư cách làm bạn với tôi. Tôi đang chờ câu nói đó đó. Tôi muốn kết bạn với anh. Hình như là mình quen nhau ở đây phải không sư phụ? Hình như. Đệ tử có trí nhớ tồi quá. Nghe em có tôn trọng sư phụ tí xíu nào hết. Kỷ niệm thương đau,
Nhớ lại càng thêm đau. Thảm quả thời gian. Nhìn gì? Hả? Hả? Một trước giờ chưa có thấy hàng chất rồi sao điệu bao giờ hả? Cái bộ sinh viên phải không? Sinh viên thì làm sao đủ tầm để có thể mà hiểu thời trang ở đẳng cấp nào. Ngó bộ đồ của em á, sạch sẽ thì có, nhưng mà còn đẹp á. Nè, nói chung cô em á nên coi tạp chí thời trang hoặc là cách hướng dẫn phối đồ ở trên mạng. Chứ con gái á mình phải gợi cảm một chút xíu nó mới dễ thương. Hả? Nè, hoặc là học hỏi theo cách ăn mặc vậy nè, cũng là một cách nâng cao gu thẩm mỹ của cô đó. Tôi là nhà thiết kế danh tiếng Giang Thiên Bá, chủ của chuỗi thương hiệu TV Style. Tôi hay thường xuyên xuất hiện ở trên truyền thông lắm. Bộ anh lên truyền hình cũng quên mặc đồ lót và kéo dây khóa quần nữa hả? Hả? Hên quá, mình có mặc đồ lót mà. Ê, ê, trời ơi, ăn no dễ sợ lại. Luôn á. Ăn quá. Ê, trời luôn á. Cô nghĩ sao mà kêu tôi không mặc đồ lót hả? Cái gì vậy? Không biết nữa. Thì tự nhiên anh kéo dây khóa quần xuống, tôi thấy tôi đâu dám nhìn. Tôi tưởng anh không mặc quần lót. Mấy người nhìn gì? Trời ơi, nhìn đẹp trai mà biến thái quá. Trời ơi, biến thái quá đi. Ừ, biến thái thiệt. Đừng có nghe lời cô nói. Nghĩ sao tôi vậy mà biến thái với lời cô nói hả? Thôi đi. Cái cô đây. Đi lại đây con. Đừng có dính dáng tới loại người này. Dạ. Cô. Nè nè nè. Tôi cảnh cáo cậu nha. Cậu mà không buông tha cho con nhỏ, hoặc là còn dở trò bệnh hoạn, tôi sẽ báo chính quyền, cho công an tới á, tống cổ cậu vô trại giam đó. Ê, trời. Đúng rồi đó. Trời. Mấy người. Mấy người. Thôi mình đi đi. Thì ghê quá. Tôi đi mày. Người đâu kỳ quá. Mấy người. Em cũng ác thiệt đó nha. Bây giờ nghĩ lại lúc đó, chắc anh phải nhảy xuống đây để rửa sạch nỗi oan của anh quá. Ai biểu anh thích chảnh. Đáng đời. Em muốn hỏi anh việc này. Anh có chắc là anh muốn theo đuổi dù bảy lá bài tới cùng không? Ừ. Em rất là mừng. Nhưng không phải là vì em đâu. Biết rồi. Nhưng mà có cần phải nói quịch tẹt ra như vậy không? Để cho người ta có một chút hy vọng là sai hả? Tụi mình quan hệ rất tốt. Nhưng có điều là, nếu như không giải tỏa được những mắt trong lòng, anh sẽ không quan tâm tới cô gái nào hết. Có phải là lại vì cô ta không? Không. Vì bản thân anh. Em đi thay đồ. Ủa, em không muốn quay lại hả? Có chứ, em còn để lại đồ ở đây nữa mà. Sao em không khóa cửa lại? Trời đất, khóa vô á, trộm lại tưởng là có cái gì quý. Với lại anh thử tưởng tượng, mình là một người vô gia cư mệt mỏi, vừa đói vừa khát. Trời, mà cửa lại khóa. Anh hiểu rồi, mình đi thôi. Anh, vô đi anh.
tôi muốn nghe chuyện thời sự. Muốn nghe thời sự hả? Nhà có tivi đó, sao không ở nhà coi? Qua đây hỏi tôi làm chi? Thiên sói giết thằng Quốc mà tụi lửa thần để yên hả? Ảnh muốn bắt tay với Tư Tây để trả đũa thiên sói. Không được. Được chứ. Khùng hả? Ai tên khùng ở đây nhỉ? Có phải nàng không? Anh bảo nè, thằng Tư Tây á, nó mập như heo mọi, nhưng mà nó yếu xìu hả? Anh hiểu ý em không? Bài đặt úp mở. Dù cho thằng Quốc có chết á, thì tụi Lê Đen tinh nhuệ vẫn còn. Đã ngu mà còn bài đặt bắt học. Nếu như mà mấy thằng cùi đó ngon á, phải không? Thì mắc gì thằng Tư Tây bỏ tiền ra để chiêu mộ hàng khủng về. Suy nghĩ thử đi. Hắn cao môi giới hả? Tôi đang tự hỏi, nếu mà chuyện này tung ra giang hồ á, thì sẽ ra sao ta? Mày dám dọa tao hả quỷ cái? Dám dọa tao hả? Thôi, được rồi. Anh đó nha, tối ngày cứ binh vực nó hoài à. Trời ơi, không có công bằng gì hết trơn á. Nhan sắc cũng như nhau mà, trời ơi sao kỳ vậy? Ông mấy lần xích hại chết tôi còn nói hai chữ công bằng hả? Do hoàn cảnh thôi. Tôi cũng hoàn cảnh bắt buộc. Tôi tung địa chỉ và cách kiếm ông lên mạng với lời lẽ mùi mẫn. Ông sẽ tiếp khách không xuể, đếm tiền mỗi tay luôn. Vậy đó hả? Chắc tôi giết mày quá. Ngồi xuống đi. Anh làm gì điều xe quấy, chúng tôi sẽ không tính tới nếu như anh chịu giúp chúng tôi. Trời ơi, thấy không? Nghe đi, nghe đàn ông con trai người ta nói kìa. Nghe ông nói một câu là tôi mát lòng mát dạ hả? Trời ơi, còn như cô hả? Nói tới là móc họng tôi không hả? Ân đền quán trả. Sống trong giang hồ, sao không biết quy tắc này? Mày đi, tránh ra. Anh bảo nè, thiệt tình á, anh muốn gì ở em á thì anh nói thẳng em đi, đừng có qua con quỷ này, đúng không? Em sẵn sàng là làm tất cả mọi yêu cầu của anh biết không? Ngay cả tấm thân trinh trắng mấy chục năm nay cũng dành cho anh. Sao kỳ vậy trời? Mình nghĩ mình cũng có duyên lắm mà. Căn nhà hôm trước đã được rao bán, nhưng rồi lại tiếc. Em kiếm cũng nhiều tiền thiệt đó. Cười nhạo em hả? Em có hai căn nhà, anh đều tới rồi. Cái nhà hôm trước mà tụi mình ở á, em mua lại của một gia đình nghèo, có giấy tờ viết tay đàng hoàng á. Tài khoản ngân hàng của em khá ngon lành đó. Tất cả đều do bản thân em kiếm ra. Là vậy để tìm kho báu hả? Đã biểu là đừng có chọc quê em mà. Thì đúng, số tiền đó em lừa đảo, nhưng mà chỉ lấy tiền phi nghĩa thôi. Dùng tiền để mua nhà, gửi ngân hàng là có ý nghĩa sao? Thì tiền do em kiếm ra, xài cho bản thân em, đương nhiên là có ý nghĩa rồi. Anh còn phải cố gắng nhiều mới hiểu được bản thân em. Nhưng mà đừng lo lắng quá, mình còn nhiều thời gian mà. Cách gì á thì em với anh cũng phải đi hết đoạn đường này. Kế hoạch của em là gì? Làm tới thôi. Là sao? Đầu đất ơi là đầu đất. Tại sao em lại có một cộng sự như anh chứ? Nhưng mà chán thiệt á. Anh không thích nói lòng vòng. Ok, vậy anh có biết biệt khu A ở đâu không? Có nghe qua, nhưng mà không có nhớ chính xác. Đây là địa danh thời chiến, nơi che giấu nhiều cán bộ cách mạng, cũng là quê của ba. Thì ra đó là nguyên quán của em hả? Quê của ba cũng là quê của nhỏ Linh Trúc này. Nè sư phụ,
Gì vậy? Thì nó đang đứng đó đó. Anh làm ơn dẹp đi giùm em đi. Nhìn ăn mất cả ngon. Tuân lệnh sư phụ. Đi chỗ khác chơi nha. Dạ. Mắt mũi ở đâu vậy hả? Có muốn chừa lưỡi chừa thử không? Tôi xin lỗi. Là cô. Là anh hả? Thảm họa thời trang. Đây, lương thử việc. Cầm đồ biến đi. Cô làm gì vậy? Cầm tiền rồi biến đi. Ở đây không có việc của cô nữa. Anh làm vậy sẽ hối hận đó. Thằng này khinh. Anh nhìn coi, đã ra cửa tiệm bán đồ thời trang chưa? Ai cho phép cô động vô? Hả? Mớ tiền vừa rồi cứ coi như là thưởng công sáng kiến đi. Bây giờ thì nhận tôi làm chính thức. Phải trả thêm phí làm việc trong môi trường nguy hiểm. Cô không có biết cái tính của thằng này thích bừa bộn và rối rắm sao? Cô mau trả lại hiện trường cho tôi rồi biến đi. Nhanh lên. Sao rồi? Cô nhìn mặt anh mắc cười lắm hả? Anh là người kỳ quặc nhất mà em từng quen. Sao vậy? Sao lại tắt máy vậy? Giống nghề hả anh hai? Ủa? Trang web của anh còn hoạt động hay là đóng cửa rồi? Để đó một thời gian. Hơi uổng đó. Nhiều người biết diễn đàn bắt đầu sôi nổi rồi á, thì tự nhiên admin lại lặn mất tiêu. Mà nè, em á có mối bán lại, anh có hứng thú không? Được giá đó, đảm bảo hả, bằng cả năm đặt bạc nơ kiếm quảng cáo luôn. Sao? Không anh. Nè anh đi đâu đó? Đúng là đầu đất. Người gì đâu mà nhắc thích à? Nè. Chuyện anh với hot girl Ngọc Lê sao rồi? Là chuyện gì? Đừng giấu em, giang hồ đùng loạn lên kia kìa. Trời ơi, giang hồ hiểm ác như vậy. Sư phụ là bậc cao nhân, không lẽ cũng bị bịt mắt hả? Tình yêu là chuyện ngàn năm sân tụng, đệ tử làm gì mà phải giấu giếm. Giấu giếm cái tật xấu khó bỏ. Cái thằng
thằng bất dịch. Đi đứng kêu gì vậy? Mắt để cho lỗ mũi dạ, hả? Dạ em xin lỗi, em xin lỗi anh. Xin lỗi cái đầu mày á. Mày biết cái áo bao nhiêu tiền không? Bán hai đứa bay cũng không đòi nổi nữa. Anh nói hơi quá rồi đó. Giờ có xíu à, chùi cái là hết chứ gì. Chùi cái đầu mày chứ chùi. Mày muốn gì hả? Giờ mày muốn cái gì á? Muốn thôi gì? Thôi anh, đừng có gây lộn mà anh. Thôi đừng đánh. Cái anh này với tao mày. Sao kỳ cục vậy, đánh người ta? Anh, dám đánh tao hả? Anh, dám đánh tao hả? Dám đánh tao hả? Đánh đủ rồi còn làm quá. Chị, tiểu nhân. À, chị ơi, chị tha cho ảnh đi chị. Chị đừng có đánh ảnh chị. Chị ơi, chị ơi, thôi tha cho ảnh đi chị. Em xin chị mà. Chị, anh ngồi dậy đi. Anh có sao không? Anh không sao. Thôi thôi thôi, mình đi đi anh. Nói tới hot girl là lại nổi máu tà đạo. Không dám đâu. Đệ tử đang nhớ tới cái tuyệt chiêu cầm nã thủ của sư phụ. Hay ho gì chứ. Thì cái tuyệt chiêu đó cứu sống thiếu hiệp thiên bá, không hay sao được. Nhảm. Mà suy nghĩ lại cũng thấy may mắn ha. Lần đầu gặp nhau, nếu không có người cản lại thì lỗ mũi của đệ tử đang trầu rồi. Wow. Một cô gái dễ thương như sư phụ, ai chè đâu là võ công đầy mình ha. Sam, tôi cảnh cáo anh nha. Để người khác mà biết chuyện này, vĩnh viễn không bao giờ tôi nhìn mặt anh nữa. Sư phụ. Con nhỏ này, nó từng làm trong shop của thiên bá. Chắc thời gian đó nó dụ dỗ cậu chủ. Rốt cuộc lai lịch nó như thế nào mày có biết không? Em chỉ biết nhà nó khá xa. Nó lên thành phố để học đại học. Hiện tại á, thì nó đang học năm 3. Tính ra thì nó nhỏ hơn cậu chủ 1 tuổi. Em dò thông tin ở trường á, thì con nhỏ này khá là thông minh. Nó học giỏi nhất nhì khóa học. Đàn bà quá thông minh là vô dụng. Dạ. Coi bộ hoàn cảnh con nhỏ này khá khó khăn. Em thấy là nó sinh hoạt tiết kiệm lắm. Rồi nó liên tục đi làm thêm. À, nhưng mà mỗi chỗ nó chỉ làm trong một thời gian ngắn thôi. À, còn một điều quan trọng nữa. Cứ mỗi cuối tháng á, là nó biến mất vài ngày. Bất kể là trùng vào dịp gì quan trọng, kể cả thi cử. Tao đã từng nói, bóng tối là điểm mạnh của mày. Nhưng mày hãy coi chừng, đối thủ của mày đã xuất hiện rồi đó. Cho anh vô với. Bất tiện. Bộ em giấu bàn chai ở chỗ hay sao mà sợ anh vô? Từ lúc nào anh có quyền ghen? Thôi về lẹ đi, khu này khó kiếm xe lắm đó. Chuyện nhỏ, một khi trái tim đã tan nát rồi á, thì cho dù cuốc bộ lên mặt trăng á, cũng không có cảm giác gì. Tại sao lại phải cuốc bộ? Mua xe mới đi, lên xuống taxi tốn tiền lắm. Chuyện nhỏ. Không nghe thì thôi. Lúc nào cũng cằn nhằn như bà vợ khó tính vậy. Ủa, nói vậy là cậu muốn làm vợ mình sao ta? Trời, tuyệt vời quá. Sư phụ ơi, anh yêu em. Yeah. Thưa ba,
Con đã sẵn sàng đảm nhận vị trí giám đốc công ty thương mại Quốc Thiên rồi. Bà giao cho con đi. Sao hôm qua ba nói... Một giám đốc doanh nghiệp không có ai cư xử như con cả. Dạ. Ba lắc đầu, không nói không cho con làm. Nhưng mà con phải thử việc trước. Con quản lý shop Thiên Bá mấy năm nay vẫn ổn mà ba. Giám đốc thương mại Quốc Thiên Lê Vân là một người rất có kinh nghiệm. Tạm thời con làm trợ lý cho ông vài tháng. Ba tính sẽ điều chuyển ông lên ghế phó chủ tịch tập đoàn. Tới lúc đó quyền và trách nhiệm sẽ chuyển qua vai của con. Chào sếp, sếp về rồi hả sếp? Có chuyện gì vậy? Dạ, trưa nay sếp rảnh không? Tụi em định mời sếp đi ăn. Ăn với chả uống cái gì? Bộ sưu tập mới chưa xong, khách hàng thì đâu? Không lẽ đúng sao ta? Nè, đi đâu vậy? Đứng lại coi. Hồi nãy anh nói mời tôi đi ăn, tính nuốt lời hả? Vô. Con đường sáng tạo nghệ thuật lại vậy đó. Ra ngoài ăn uống chỉ cho tốn tiền, mình chỉ cần đóng cửa lại nhậu nhẹt như vậy. Như vậy mới độc. Anh lạnh khoái cái độc đó nha. Sếp nói á, đúng là không sai. Cái shop này á mà không có đóng cửa thì... Ây da. Đi làm hoài mà lâu lâu phải nghỉ một bữa đúng không sếp? Đúng vậy. Vô đi. Vô. Uống mấy lon bia vô có cảm hứng dễ sợ. Tranh thủ sáng tạo mấy mẫu kinh điển đây. Sếp, tụi tôi xin nghỉ việc. Có giờ việc trong thời gian thử thách, đây là việc đầu tiên. Cái này dẹp bỏ shop Thiên Bá, ba có cần phải quá đáng vậy không? Con có biết thế nào là quá đáng không? Ta đã đầu tư cho con tới mức có thể, từ vốn khởi nghiệp, địa điểm kinh doanh. Con có biết là có bao nhiêu người thèm khát cái mặt bằng đó không? Đổi lại là gì? Kết quả thu lại trong suốt mấy năm qua, mỗi tháng chỉ bán được vài bộ đồ và danh tiếng của một thằng con bất tài. Nếu như con bất tài, ba cần gì giao cái chức vụ giám đốc kinh doanh cho con làm cái gì? Ba chọc quê con hả? Tao nói mày là thằng thiết kế thời trang bất tài. Còn những chuyện khác, tao cần phải kiểm chứng lại. Mày mà còn thất bại một lần nữa thì mày không phải là con tao. Con cũng không muốn làm con trai của ba đâu.
Con nói gì? Nói lại mới nghe coi. Với con thì má không cần phải giấu đâu. Từ đâu ra mà con có ý nghĩ sai quấy đó vậy? Con không là con của ổng, chứ con muốn là con của ai? Liệu có một lúc nào đó tính khí của ba con như vậy làm cho má đau khổ, rồi má ngại vô vòng tay người khác không? Con đang xúc phạm má đó. Thì tính của má ưa lãng mạn mà. Cái vụ của anh Bảo ai cũng biết hết rồi. Nghe này, không ai cấm được má kết bạn, nhưng cũng không ai khiến má phản bội ba con trong suốt thời gian chung sống. Cho dù ông đã làm má đau lòng không ít. Ý của má là... Nghĩa là con phải dẹp ngay cái ý nghĩ sai quấy đó đi. Con à, con chỉ có duy nhất một người cha, một người được xã hội nhắc đến với cái tên là Đại Gia Quốc Thiên, và được giới giang hồ gọi là Thiên Sói. Con rất là buồn khi phải nghĩ tới chuyện đó. Đọc tiền thì tình có sức mạnh ghê gớm tới mức đó hả em? Không có tiền, con người không thể sống nổi, xã hội cũng không thể phát triển được. Mặt xác, anh không quan tâm. Tại sao người ta không được sống như mình mong muốn, không được làm những gì mình thích chứ? Em phải ủng hộ anh chứ. Anh vẫn chỉ là một cậu công tử được cưng chiều. Thật sự là anh không hiểu nổi cuộc sống này khắc nghiệt như thế nào. Anh làm em thất vọng quá. My à, em suy nghĩ như vậy là kỳ thị giai cấp đó. Anh may mắn được sinh ra là con nhà giàu. Không lẽ em muốn tất cả những người như anh phải lăn ra ngoài xã hội quần quật kiếm miếng ăn sao? Nếu mà chuyện đó xảy ra thì xã hội mới không phát triển được. Em không có ý nói như vậy. Chẳng qua từ trước tới giờ anh sống quá bản năng thôi. Một người đàn ông trưởng thành cần phải biết chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Chính vì nghĩ cho anh nên các anh chị em mới xin nghỉ việc. Nói bậy. Ai mà chẳng muốn sống nhàn hạ, hưởng đãi ngộ, xong cái gì cũng có giới hạn của nó. Họ không muốn trở thành gánh nặng cho người mà họ yêu mến. Đám nó chết đi cho rảnh. Ai mà thèm họ thương mến chứ. Chẳng phải là họ đã tránh cho anh khỏi khó xử sao? Nên biết ơn và giữ lấy tình bạn của họ chứ. Em nói giỡn đó hả? Đường đường một thiếu gia như anh mà phải cần những thứ tình bạn đó à? Còn nữa, đừng có trách ba anh. Đứng trên cương vị của ổng, ổng đã rất kiên nhẫn với anh rồi. Anh không nghe. Hổ dữ không bao giờ ăn thịt con. Ba anh đối với người ngoài như thế nào không biết, nhưng mà chắc chắn đối với anh thì ổng vẫn coi anh là hy vọng số một. Anh đừng khiến ổng thất vọng nữa. Anh chị cứ yên tâm lựa mẫu đi. Đây là những mẫu độc quyền của công ty em. Những kiểu này mỗi mẫu chỉ ra một vài cái thôi. Sao, anh thấy được không? Ừ, cũng được. Vậy lấy cho anh cái này đi em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, tính tiền cho khách nè chị. Ừ. Bán được món đồ chút xíu mà cứ như phát tài tới nơi. Mình đúng là bất tài vô dụng mà. Khi nào ba tính chuyển giao công việc giám đốc cho con vậy? Con nhỏ My, nó được việc đó. Dạ. Nhưng mà em không biết con nhỏ này nó đang có mưu đồ gì. Đó là công việc của mày. Dạ. Tao dặn trước,
không được tiếp cận nó, không được để cho nó nghi ngờ. Dạ, sếp cứ yên tâm. Con nhỏ này không phải là hạng dễ chơi đâu. Chỗ này chúng tôi không có tuyển sinh viên. Khi nào tốt nghiệp thì quay trở lại đây. Tôi đảm bảo sẽ làm được việc. Biết uống rượu tiếp khách không? Chưa thử, nhưng sẽ làm được. Cô em tự tin lắm. Tôi là bạn gái của Thiên Bá. Thiên Bá? Thiên Bá là thằng quái quỷ nào vậy? À, có phải là... Nếu muốn, tôi có thể trở thành con dâu của Thiên Sói bất cứ lúc nào. Xạo. Vậy bàn chuyện hợp tác được chưa? Mày đang ở đâu vậy Phong? Đang ở chợ canh dịch. Bữa nay tao giỡn đủ rồi nha. Ai rảnh giỡn với ông? Tao không cần biết mày đang ở chỗ chó chết nào. Về đây liền cho tao. Chưa có được. Cái thằng khốn này. Nè, ông có tin chửi một tiếng nữa là đổ máu không? Bữa nay là ngày gì mà đứa nào đứa nấy nó... Đâu phải có tiền bỏ ra là muốn coi ai như đại tớ cũng được. Ê, thôi được rồi. Xong việc rồi về. Nè, chuyện quan trọng đó. Trưa ngày mai đi. Ok. Mà mày tính làm gì nữa? Ghé thăm nhà anh Bảy. Xuống là bà con ơi, xe là bà con ơi. Cái thằng dai nhất đã mất hết một ngày trời. Đáng lẽ ra em phải cho nói chuyện với hắn. Trời đất ơi, tôi xin người. Người tính nói cái gì? Kêu hắn đừng có bám theo tụi mình hả? Trời, thằng khốn đó mà chịu nghe lời anh á, em đi bằng hai tay. Nhưng mà anh không có thích lòng vòng đâu. Biết rồi, nói hoài à. Em lại thấy thú vị thì chơi cho hắn một vốn. Trời ơi, em muốn nói cái mặt của hắn lúc này quá à. Thú vị lắm á. Quân sư Phong ngồi canh dịch. Trời, đã thiệt, đã thiệt. Bác Tài, cho tụi này tới bờ Kinh Bạc. Trúc nè, em chưa biết địa chỉ chính xác hả? Đương nhiên là biết. Em không muốn đánh taxi tới tận cổng nhà người ta. Từ đây tới đó hả, gần xịu à, hiểu không? Cho giỏi sư thư giãn gân cốt chút đỉnh đi. Biết đâu, có lúc cần xài tới. Nè, em dự trù bí mật tiếp cận, gián chủ thì lẻn vô, đúng không? Trời, đầu đất ơi là đầu đất. Bữa nay anh thông minh thiệt á. Được vậy là tốt nhất. Nếu không cứ để em đối phó. Tùy em. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Ê, đầu đất. Có gì ra kìa. Ừ.
Kiếm ai vậy? Bảy Lửa. Bảy Lửa? Tụi bay là ai mà kiếm ổng? Người thân của ổng. Không có quen. Ông có nhìn rõ mặt tôi không vậy? Không rõ. Trời, chết tôi. Mà thôi, đã là con cháu của ổng rồi, tới nhà rồi thì vô đi. Vậy vô đi. Không sao đâu, cứ yên tâm đi. Anh Bể ơi, lâu lâu mấy đứa cháu nó về thăm anh à, anh chứng giám cho tụi nó nghe. Đây nè, tao nói với ổng rồi đó, bay thắp nhang cho ổng rồi khấn vái gì là khấn vái đi. Sao chú không để hình của ổng vô? Sao bay hỏi cái gì mà kỳ vậy? Bay là con cháu của ổng, thì trong mấy tấm hình ở trên bàn thờ, tấm nào là ổng bay phải biết chứ, sao hỏi tao? Vậy chú có thấy rõ tấm hình nào là ổng không? Lại hỏi cắt cớ nữa. Trời ơi, con mắt của tao nó kèm nhèm vậy, làm sao tao nhìn thấy rõ được mà hỏi? Nhìn mắt chú kèm nhèm vậy mà nấu ăn ngon dữ ha. Tại là chỗ bé ăn ngon miệng, chứ có phải tao nấu đâu. Tao mua nó sớm á. Thiệt tình. Thấy tận giường ngon ha. Ê, cho một miếng thôi mà. Chưa cắt xong mà. Nè, bay cho tao hỏi, mà bay phải nói thiệt nha. Bay có phải là con của Chính Thu không? Bộ chú nhìn thấy không giống hả? Bay hỏi gì mà kỳ vậy? Mắt tao kèm nhem như vậy, có thấy rõ đâu mà giống với không giống chứ. Coi bộ chú còn trẻ hơn là dượng bảy của tôi nữa. Sao gọi là lão già? Thì chưa già, nhưng mà tâm hồn mới già rồi. Chú có vợ con gì chưa? Không. Hèn chi, tâm hồn chú già cỗi là phải rồi. Nè, uống với lão hớp được không? Dạ, mời chú. Rượu gì đắng quá. Ra mà. Làm gì dữ vậy? Không chịu thôi, làm gì đẩy thấy ghê vậy? Cô nói sao? Hả? Mắc mấy gì tới cô? Không đi giờ sao? Miễn hết đi. Đàn ông con trai gì mà thô lỗ thấy ghê à? Xin lỗi anh, mong anh lịch sự. Mắc mấy gì tới mày?
Bị đi. Ê, dám tới đây phá hả? Muốn chết hả con? Mày là thằng nào? Tụi mày làm gì vậy? Hả? Tụi mày làm gì vậy? Hả? Tụi mày biết đây là ai? Dám tụi tới hả? Chết hả? Tụi bay lầm lẫn hết cả rồi. Tránh ra, cho mẹ anh đi. Tụi mày nhớ nha, thằng mày nữa. Cho gửi lời hỏi thăm Sức Thiên. Người của Thiên Sói hả anh? Con trai của Thiên Sói đó. Mày chỉ cần đấm vô mặt nó một cái thôi là trên mặt của tụi mày mỗi thằng một lỗ hết. Tao vừa nghĩ ra một ý. Mấy người đừng đi theo tôi nữa, phiền phức quá. Nè, lo làm việc của sếp dặn đi. Tổ Thiên Sói bảo kê cho đám này hả anh Tư? Coi bộ không phải. Vậy tại sao anh không lùa quân đi, dạy cho thằng Hùng cũng một bài học? Mày đang nghĩ tao là thằng hứa lèo phải không? Kỹ vô. Nhận cái dây. Tụi bây giờ á, nói với Hùng Cục, nếu tao mà còn sống sót qua đêm nay, tao sẽ mang quân làm cỏ cái nhà nó. Ok. Đâu có đâu anh Tư. Em biết là anh đâu có chấp nhất mấy chuyện lễ tẻ này đâu. Tao nói cho mày biết, tao chưa để cho thằng nào làm nhục tao mà sống yên được. Chẳng qua thằng Khánh Đen á chuyển lời, chắc chắn thằng Hùng Cục á sẽ có đối sách mới. Tao muốn biết bài của nó trước đã. Cho nên á, anh mới kêu mấy thằng trà trộn vô vũ trường đúng không? Đúng vậy. Tao kêu tụi nó cứ chơi vô tư, cua ghệ thoải mái, miễn sao là có kết quả cho tao. Cái này là anh Tư phải kêu em mới đúng đó. Kêu mày hả? Tao cho mày hơn mấy thằng đó, để rồi mày phản tao sao? Anh Tư nói quá, em đâu có dám đâu. Nè, biết tao cầm lái ẹ như con ghẹ, mày vô vũ trường rồi. Lỡ có việc cần, tao tự lái thì chẳng khác nào tự sát hả? Vậy anh cứ kêu tụi thằng quán thằng đò đi. Dẹp đi. Thằng Cục nó giấu bài gì hả anh Tư? Cái thằng khốn đó, nuôi cái tụi ngáo đá với cái nhóm thần chết thối rữa. Nhưng nhóm thần chết thối rữa là gì hả anh Tư? Là mấy đứa nghiện heroin và bị mắc bệnh HIV giai đoạn cuối đó, hiểu chưa? Đúng là khốn thiệt mà. Cái lũ quỷ tụi bay không được phá hoại cái vườn cây ăn trái của tao nghe chưa? Ông làm tim tôi mém rớt ra ngoài vì mấy cái loại trái cây cứng đờ của ông á. Chứ phải sao? Tao nói cho tụi bay biết nghe chưa? Đừng có thấy bắt lão kèm nhèm mà không thấy tụi bay đâu. Con gì bay ngang vậy? Con dơi. Con dơi? Con dơi quỷ? Chết. Chết mày đỡ với tao nghe chưa? Quả nhiên là tụi nó tới đây. Nè, nói cho tụi bay nghe nè. Hôm bữa mà anh Bảy chết á, có vài đứa cũng qua đây thắp nhang, nhưng mà đó chỉ là một cái lý cớ thôi, chứ thực sự là nó nhâm nhe một cái thứ khác mà anh Bảy gửi cho tao.
Âm Minh nè, tụi bay phải nói thiệt cho tao biết nghe chưa? Hai đứa có phải là vợ chồng thiệt với nhau hay không? Con quyết định thế nào? Dì sẽ không nhắc lại nữa. Nếu cứ tiếp tục đi theo ổng, tụi con sẽ không có tương lai. Con không cần điều đó. Đừng có nói ngu. Thiệt tình, dì không biết ổng đã tiêm vô đầu hai đứa những thứ gì nữa. Đáng ra hồi đó, dì không nên đưa hai đứa về nuôi. Nếu không có dì, anh em con đã chết từ lâu rồi. Thì bây giờ, tụi bay khác gì đã chết. Còn người sống mà không có tương lai, thà rằng chết đi cho nó khỏi khổ. Mà tụi bay đã trở thành công cụ của ông, cũng đâu còn được gọi là con người nữa. Dì nói đúng. Đúng cái đầu bay. Đã biểu, đừng có nói ngu nữa. Vô ích thôi. Cho dù em có phá bỏ bản ngã của mình, thì tụi nó cũng không dám phá bức tường tụi xây đâu. Chuyện gì cũng có nguồn gốc của nó. Chú Ba ơi. Dạ. Dạ chào ba. Đó, nhà mình đó. Các con thích không? Chú kìa, các con chào chú đi. Dạ, chú. Chào chú. Hai đứa có thích ở đây không? Dạ thích. Dạ thích. Bây giờ phòng hai đứa sẽ ở phía trong này. Dì sẽ đưa hai con vô nha. Dạ. Hai con sẽ sống với dì và chú nha. Dạ. Chào chú đi rồi mình vô. Con chào chú. Chào chú. Dì có việc phải đi, các con ở nhà chơi nha. Nè, hai đứa lại chơi xích đu đi nè. Đó. Con đẩy xích đu cho em đi. Đó, đó con đẩy như vậy nè. Đó, ở nhà chơi ngoan nha. Dì đi nha. Dạ, con chào dì. Dạ, chào dì. Lại đi. Sao chú đánh anh con vậy? Mà mồ hôi mồ kê dữ vậy hả con? Dì đã dặn rồi, ở nhà không có được phá nha, cả anh cả em nữa. Mẹ về. Con của mẹ. Con của mẹ. Nhớ con quá, nhớ con quá, nhớ con quá.
Mẹ, mẹ lên đây con. Hả? Chỉ này nè. Gì đó? Gì đó con? Sao anh lại bắt thằng nhỏ đóng cửa shop thời trang? Làm kinh doanh phải biết dừng đúng lúc. Nhưng đó là niềm đam mê của nó. Em là mẹ nó mà em lại không biết nó đam mê thứ khác rồi. Ý anh là nó đã có bạn gái. Quan hệ của tụi nó đã duy trì được một thời gian rồi. Bây giờ nó đâu có để tâm tới việc sáng tạo hay kinh doanh gì đâu. Không đúng. Hả lắm. Súng của tụi bay không bắn được tao, vì mỗi cây súng chỉ có 5 viên đạn. Tụi bay chỉ đủ đạn để bắn chết hết kẻ thù của tao. Còn đối với tao, tụi bay lúc nào cũng chỉ là con số không. Tụi bay nè. Tụi bay đang tốt nghiệp, chính thức ở vị trí số 3 trong tập đoàn sát thủ của tao. Nhưng tao muốn thấy tụi bay như người hàng đầu. Thank you.
Ổng nghi tụi mình đó. Ổng nghi là đúng mà. Dám ổng giấu lá bài trong phòng. Hay là... Anh... Nè, có nghe em nói không? Tốt nhất để mai tính đi. Bây giờ nghỉ ngơi cho nó khỏe. Đầu đất ơi là đầu đất. Tới nước này còn muốn phá ngang là sao? Làm bộ thanh cao. Khỏi cần. Vậy đi, chúng ta bị lừa rồi. Ông ta là kẻ sát nhân đó. Vậy, trời đất ơi, ông bảo anh sao vậy? Vậy đi. Trời đất ơi, đầu đất hay là đầu đất? Giờ này còn ngủ là sao? Vậy đi. Làm gì mà ngủ sai dữ vậy? Sắp chết tới nơi rồi, vậy đi. Vậy. Chết à? Không lẽ... với lão hớp được không? Dạ, bà chú. Rượu gì đắng quá. Lão già khốn kiếp, đổ thuốc mê cho ảnh rồi. Chắc chắn lão đang ở quanh đây. Không được, đây là xào huyệt của lão. Một mình không chơi lại được. Lão thoát khỏi đây trước. May quá, thằng hồn mình vẫn còn. Ai? Cô biết tôi à? Đoán được. Tôi cũng đoán ra cô là ai. Nếu vậy thì đừng xen vào việc của tôi. Với điều kiện cô phải tự biến mất khỏi cuộc đời của Thiên Ba. Nếu không, cô sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời. Có ai không? Làm ơn đi.
những người xung quanh đây. Có mắt, mà như một. Có tai, mà không nghe. Không có ai cứu mày đâu. Lão già khốn kiếp kìa, giả mù, đánh lừa tụi tao hả? Con nhỏ đần độn. Đồ sát nhân điên khùng. Ai kêu tụi bay lúc nào không tới? Nhờ cái lúc tao đang hưởng lạc thì giác sát tới. Đã vậy, mắt mới gì còn mở cổng cho tụi tao. Vì bay đứa con nhỏ à. Không được qua đây, buồn sát nhân bệnh hoạn. Con nhỏ kia đã bị tao quần mấy đêm rồi. Tao không cần cắt cổ nó thì nó cũng đau đớn mà chết. Và cái lúc tao đang cần kiếm một con mồi mới thì mày tự dẫn sát và tới đúng lúc quá. Tao miệng lại, đồ khốn. Mày thóa mạ tao bao nhiêu, tao sẽ trả đủ trên thân thể của mày bấy nhiêu. Bệnh hoạn, khốn nạn, mày không phải là con người mà. Chấp nhận sự thật đi con nhỏ. Mày rơi vô hoàn cảnh này cũng vì lòng tham. Đừng có nói ngu. Ai biểu với mày là kho báu? Mày đến đây để tìm kho báu của bảy lửa đúng không? Thì ra là hắn. Mày cũng đâu phải loại người tử tế. Nhìn tướng mày là biết gái giang hồ. Nhưng mà dù mày là loại nào, vô tay tao cũng chết thôi. Lão bà thứ năm đang ở đâu? Mày sắp chết rồi mà sao còn tham vậy? Nói. Tao không biết mày toan tính cái gì. Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Nói lẹ đi. Bảy lửa đã dặn tao giết bất cứ đứa nào đến đây để kiếm lá bài, mà phải nói một điều gì đó trước khi tao xuống tay. Nè, không được nói bậy. Chẳng lẽ mày là trinh nữ à? Nhiều chuyện quá. Tao sợ mày quất lên mà chết trước khi tao thưởng thức mày. Nè, mày nghe cho rõ đi. Ở khu biệt A này, bên bờ kinh bạc rồi, chẳng có cái lá bài chết tiệt nào hết. Nói láo. Mà đừng có lo nghe, tao là dân xài cốt chuyên nghiệp, tao không đánh chết mày đâu chủ. Để coi, đứa nào phải không? Yeah.
muốn đấu không? Không muốn trở thành người số một à? Mày không đấu với tao, chuyện của mày sẽ bị bể. Tao muốn coi kỹ năng của mày tới mức nào. Vở kịch vụng về của mày. Nếu mày đụng tới, thì sói sẽ giết mày. Ổng tin tao hơn là tin mày. Rốt cuộc mày làm cho ai? Chính bản thân tao. Vậy thì mày sẽ mau chết thôi. Câu này thì mày nói đúng. Thiên sói luôn nắm giữ tính mạng của thằng khác. Biết được thì tốt. Nếu anh em mày chịu theo tao, tất cả những việc tụi mày muốn chắc chắn sẽ thành. Nếu như mày nói ra câu đó thì mày thua thiên sói rất nhiều. Cho nên đừng nghĩ tới chuyện tạo phản, biết không? Những chuyện còn lại của mày cứ để cho tao lo. Vĩnh biệt. Tao sẽ dọn sạch chỗ này. Coi mày còn con đường nào trốn nữa hay không. Mày nghe đi. Tao sẽ đếm tới ba. Nếu như mày không bước ra, đời mày sẽ tiêu đó. Một. Hoàng cố ha. Hai. Không bước ra. Hoàng cố à. Ba. Hết giờ. À. Sao hả? Nằm một đống có vui không? Tao đây nè, có ngon nhào vô. Đồ bệnh hoạn. Tao sẽ kiếm đoạn dây trói. Loại cốm này phải trói vô tổ kiến lửa. Hồi nãy mình có thấy một cái tổ gần đây. Dậy vô à? Dùng dậy à, chống cự à, chống cự à. Chống cự à. Mày hoảng loạn lên đi. Đừng có hồng mà kêu, hoang hoảng đi nha. Bây giờ tao sẽ xài cái này đây. Mày nhìn nè. Cái này của tao mà. Đúng, nó của mày. Nhưng bây giờ nó trong tay tao là của tao. Giờ tao sẽ xài cái này với mày, để coi mày chịu nổi nó được bao lâu. Tao rất khoái khi nhìn thấy mày dùng vậy. Mày hãy hoảng loạn lên đi. Có ai không? Cứu. Mày càng la, có ai không?
không? Tao càng hứng thú đó. La đi. Rồi khi mày tỉnh dậy, mày sẽ cảm thấy sung sướng đó cái con nhỏ kia. Anh, em biết kiểu gì anh cũng tới kịp mà. Anh, cẩn thận. Anh làm em sợ chết khiếp à. Thật là đáng ghét à. Trời ơi, cái tay của anh. Cũng may là chưa muộn. Đầu đất ơi là đầu đất. Đầu đất. Đầu đất. Đầu đất. Đầu đất. Đầu đất ơi. Đầu đất. Ủa, anh tỉnh rồi hả? À. Nè, thực phẩm dinh dưỡng tình yêu nè. Ăn đi anh. Ngon không? Ngon ngon ngon. Ăn cho hết nha, tự tay em nấu đó. Ngon thiệt. Ăn đi. Nè, ăn đi. Ăn đi cho khỏe. Mà mày là anh tỉnh đúng lúc nha. Lát nữa mấy anh công an quay lại, nếu mà anh còn ngất á, chắc chắn là bị lôi lên trạm xá đó. Công an? Ừ, em kêu họ tới còng đầu con quỷ dâm tặc độc ác nè. Cô gái cũng được đưa tới trạm xá cấp cứu rồi. May là cổ chỉ mất máu thôi, chứ chưa chết. Cô gái nào? Ờ... em quên. Em ăn nói cục lủng làm anh khó hiểu phải không? Đây là cái bẫy của bẫy lửa, dành cho những kẻ tham kho báu của ổng. Bà Vi á, là một con ác quỷ giả giờ quán gà để đánh lừa người khác. Tách rượu. Chính xác. Lão ta lợi dụng bối cảnh vắng vẻ nè, bắt cóc một cô gái tới hãm hiếp nhiều ngày. Sau đó hả, muốn giết người bịt miệng. Lão ta còn đào sẵn một cái quyệt ở sau giường kìa. Cô gái ấy còn may, bởi vì tụi mình tới kịp lúc. Lão ta được lệnh của bảy lửa là giết những người tới đây tìm lá bài, cho nên lão đã bỏ thuốc mê vô rượu mời anh, rồi truy sát em. Em đương nhiên không để lão muốn làm gì thì làm. Lão ta đúng là một con quỷ chết tiệt, đánh cho bầm dập mà vẫn... Nè, nếu mà anh không tới kịp á, chắc là em bị tiêu tùng rồi. Vậy chứ ai đã cắt cổ tay của anh? Có phải Long Ba Vi không? Không bị sốc gì mất máu, chắc anh đã không tỉnh lại. Anh không tin một người quỷ quyệt như Ba Via lại có hành động cẩu thả như vậy. Em cũng nghi là có kẻ khác nhúng tay vô. Lúc trước cổng còn khóa, vậy mà khi em chạy ra đón anh công an thì cánh cổng nó mở toang rồi. Ba Via,
chẳng ngu gì làm chuyện đó. Chìa khóa cổng vẫn còn nằm trong túi của ông. Có nghĩa là kẻ này có chìa khóa sơ cứu. Biết em nghĩ tới ai không? Phong. Thằng khốn đó. Đừng để em bắt được hắn. Đêm qua đúng là đêm thập tử nhất sinh. Cũng một phần là do em ngu. Em có đủ thời gian mà em lại không nghĩ tới cái điện thoại đó. Chỉ cần một cú phone hả? Bà Việt chết chắc. Đúng là ngu thiệt phải không? Nhưng mà dù sao cũng vớt vát được dù anh cứu em. Càng lúc em càng tin chắc anh là thần hộ mệnh của em, là ngôi sao chí mệnh của em. Đầu của em đầu đất chống anh rồi đó. Tụi này mạng lớn càng tốt. Giờ thì mình đã tin tụi nó đủ khả năng tự đích. Rốt cuộc là con nhỏ nó muốn gì? Tiền và địa vị. Nó đã bỏ công vụ được thằng bá. Mắc mớ gì nó phải tới đây xin xỏ ông? Vậy mới kỳ đó. Hoặc là tham vọng của nó quá mức bình thường. Nhất định đó, nó không phải là một đứa vô danh đâu. Tao đang cho người tìm hiểu nó. Có thể lắm. Ờ, mày biết hả? Không. Ông có đụng vô gật nó chưa? Mày điên hả? Mày nghĩ tao cứ tùy tiện muốn đụng vô là đụng sao? Nếu ông có bản lĩnh, có thể ông đã biết nó là ai rồi. Bảy lửa, tôi bắt đầu trả nợ cho ông đây. Dì đi đâu vậy? Xách giùm dì ra xe. Ủa? Sám? Sám?
Dì phải đi. Chỉ có cách này mới khiến ông hiểu ra. Dì không ép ông rời bỏ giang hồ. Bởi vì ở vị thế của ông, làm điều đó là đồng nghĩa với tự sát. Nhưng mà dì muốn ông bớt làm điều ác, để lo tu nhân tích đức cho con cái. Vô ích thôi dì à. Vô ích cũng phải làm. Bảo biết không, phía bên công an á, nó đang lập ban chuyên án rồi đó nha. Lập chuyên án là nghề của mấy ổng mà. Mà chuyên án gì vậy? Rất quốc à, đang nói vậy đó, nhảy vô họng nè, cứ làm gì hay lắm. Nghe nè, lãnh đạo thành phố á, đã chịu hết nổi cái đám giang hồ lộng hành rồi. Nó lộng hành lắm luôn rồi đó. Nào là bảo kê nè, đâm thuê chém mướn nè, rồi còn hãm hiếp nữa. Cho nên cũng đã chịu hết nổi rồi. Sở công an á, cũng đã nhận lệnh rồi, triệt tiêu hết cái đám này. Tưởng chuyện gì, giang hồ giống như cỏ dại, tội ác giống như con đĩa vậy. Dẹp lại mọc, đập bẹp dí cũng sẽ sống lại thôi. Con lại mẹ, lần này là người ta xài vôi bột đó. Tôi không tin. Nếu như mà không diệt tận gốc tróc tận rễ hả, thì còn khuya. Nè, mà mợ có biết cái cây tội ác nó mọc kỳ lắm không? Nó mọc á, từ trên xuống, cái rễ hả, tiết ở trển á. Mợ có khoái á, thì trèo lên trển mà chặt. Mợ coi chừng chóng mặt té chết, tôi không chịu trách nhiệm đâu á. Ê, con này khùng giống cái điên ngang, mắc gì phải leo lên trển. Lần này, họ nhắm vào thiên sói à? Ê, anh, đúng là anh bảo của em mà. Còn mợ hả, đúng là mợ quan khùng, ăn nói huề vốn không? Tao huề vốn còn hơn mày. Là hay lắm. Nghe nè con quỷ, theo em nghĩ á, chính quyền người ta không có mù đâu. Thiên sói làm trò gì á là người ta biết hết. Chẳng qua theo em nghĩ á nha, là có mắc mới gì đây nè, cho nên là người ta không có tiện mà để mà giải quyết triệt để đó. Có phải họ muốn nhân cái chết của bầy lửa để điều tra tới cùng không? Trời ơi, anh mà không phải là anh Bảo thì em không phải là quan khùng. Đúng là chúng ta trời sinh một cặp. Cặp cái nữa là mợ đi bó xương liền á. Nói sai, tôi không phải là người đẹp. Ừ.
nhất định phải kiếm cô liền. Chắc cô Liên đã biết chuyện Thiên Sói sai người giết Tố Lan, nên đã gây với hắn và dọa tố cáo hắn trước pháp luật. Chính vì vậy mà hắn đã bắt nhốt cô ở trong nhà và cắt hết mọi liên lạc ở bên ngoài. Anh thì không nghĩ vậy. Tại sao? Thiên Sói hành động ít khi để lại manh mối, thường mượn tay người khác. Cho dù cô Liên có đâm đơn tố cáo thì chính quyền cũng chẳng làm gì được hắn. Đang có chuyên án điều tra về Thiên Sói, Quan Khùng đã biết, chắc vậy hắn chẳng rao bán để kiếm lời. Chuyện gì mà chẳng tới tai hắn, dĩ nhiên hắn đâu có muốn chuốc thêm rắc rối. Căn nhà này không thể đột nhập vào được. Phải có cách chứ. Đi kiếm Thiên Bá đi. Ừ, đi. Má tôi không sao hết, bà chỉ bỏ về nhà riêng thôi. Về nhà cũ của cô hả? Đúng rồi. Cô có hay làm vậy không? À, cô vừa mới hỏi. Ba má anh thường gây nhau hả? Chưa bao giờ. Vợ chồng nào mà không gấu ớ? Tôi không biết nữa. Từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ thấy ba má cãi nhau lần nào. Trời đất, vậy mà anh thờ ơ trước gì cô bỏ khỏi nhà. Cô không biết tính ba má tôi đâu. Tốt nhất là đừng có nên xen vào chuyện của họ. Hơn nữa, bản thân tôi còn lo chưa nổi nữa kìa. Thằng Tình Thui hả? Cái thằng nó có ngon lành gì đâu. Không hiểu sao anh tư kết nó tới cái mức gặp có mấy lần mà muốn chiêu mộ nó, làm như Lưu Bị cầu Khổng Minh trong chuyện Tàu vậy. Nhưng mà anh nói cho em biết, anh có mấy người bạn ngoài Bắc, nói thằng nhóc này không có số má gì hết, nó chỉ là một thằng dọn rác cho tụi buôn lậu thành kiểm thôi. Hiểu chưa? Ông bớt nói lại được không? Anh đừng nhắc chuyện đó nữa được không? Chuyện đâm thuê chém mướn tôi chán ngán quá rồi. Bây giờ tôi trôi giạt về đây chỉ mong muốn được sống bình yên thôi. Bình yên mà như vậy sao? Áo thì rách, bụng thì đói, để cho những kẻ có tiền nó khinh khi à? Anh đang khinh tôi đấy à? Anh Tư, nếu anh là bạn thân của tôi, lâu lâu anh qua đây uống rượu với tôi là được rồi, còn không thì thôi vậy.
Khi bị đàn bà từ chối, ông thường làm như thế nào? Móc thêm 500 nhét vô ngực nó chứ sao? Với thằng này cũng vậy. Thằng này á hả? Nó sống mà có tiền á cũng chẳng làm gì được. Ai nhắc tới tiền đâu. Nè, muốn gì á thì nói quạch tẹt ra đi. Cho nó thêm cái thứ mà nó đang thèm muốn. Ôi, nó thích sống bình yên vậy mà. Có nghe câu bình yên nhất là lúc nằm dưới đất. Chuẩn. Rất là chuẩn luôn. Chuẩn men đó. Để coi, tao muốn thấy cái mặt nó chạy đến chỗ tao xin việc làm, nó sẽ ra sao ta. Cô sẽ kiếm việc để làm. Cô vẫn làm từ thiện mà. Ý cô nói là một công việc bình thường. Cô biết là sẽ khó khăn, nhưng mà cô sẽ tìm ra cách. Con chẳng hiểu cô nói gì. Cuộc sống của cô, người ta gọi là dịch vụ bao tiêu trọn gói. Từ khi lấy chồng, cô chưa từng phải nghĩ tới chuyện tiền bạc. Ủa, nói vậy cô làm từ thiện bằng tiền của hắn ta? Bản thân cô không có đồng bạc lẻ nào hết hả? Ừ. Trời đất, vậy thì nguy rồi. Cái xã hội này đi đâu cũng cần tiền hết. Thậm chí hả, nếu chết mà không có tiền cũng chẳng được chôn đó. Cậu nói đúng lắm. Mày là con mang theo badge của con á, đặt là... Trời, lấy tiền của con xài, chẳng thà cô quay trở lại nơi đó. Cô nói kỳ quá. Cô so sánh con với tiền của con phải khác với... Lo chuyện của em thì tốt hơn. Anh này, Hồng Bảo nói đúng đó. Nào, bây giờ con muốn biết thêm chuyện gì về Bảy Lửa nữa nào? Thông tin cô Liên cung cấp vô ích quá. Có lẽ là tụi mình chưa nhìn sự việc theo cách của Bảy Lửa. Đầu đất ơi là đầu đất. Anh lại có ý tưởng kỳ quặc hả? Nhìn đâu vậy? Nè, thằng Phong hả? Cảm giác này anh đã từng gặp. Đừng tỏ ra thần bí với em. Đêm đó. Đêm nào? Có kẻ đứng ngay sau lưng Thiệt Bá đêm đó, ở bên ngoài căn biệt thự trong bóng tối. Có phải bóng ma không? Hình như là vậy. Thiệt tình là vô lý. Nếu như mà hắn ở đó, tụi mình thoát thế nào được? Thiệt, lúc nào cũng thiếu một chút là em nhìn được mặt của hắn. Hay là để em bất ngờ quay lại? Không được. Anh đề cao hắn quá đó. Đi, nhanh, đi thôi. Muốn kiểm tra năng lực thật sự của hắn tới cỡ nào không?
giết thằng con gái, mang con gái tới nhà giường cho tao. Tao muốn lấy của nó tất cả những thứ có thể. Thằng khốn đó mang hình bóng của bảy lửa. Bà không quên được nếu như nó không chết. Bữa nay tao sẽ trả thù cho đại công ơn. Anh vô được không? Anh hiểu được lý do tại vì sao em vẫn chưa bán căn nhà. Nó không phải là của em nên em không có quyền bán. Cũng tốt thôi, ít nhất là có chỗ để rút lui. Nếu như anh tới để trách móc hay là để nhắc lại chuyện cũ thì anh nên về. Không, anh tới đây mục đích là để thăm em. Cuối cùng, điều anh sợ nhất cũng đã tới. Anh cũng biết sợ. Chỉ một điều thôi, anh sợ mất em. Em chưa từng nghĩ là mình sẽ ly dị. Anh hy vọng là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu như anh thật sự yêu em. Quan điểm sống của anh và em hoàn toàn khác nhau. Sợ gì? Chúng ta sống được là vì chúng ta biết thông cảm cho nhau. Và đó cũng là điều anh thật sự coi trọng. Vậy có nghĩa là anh sẽ không bao giờ vì em mà thay đổi. Hãy cho anh thêm thời gian. Sự kiên nhẫn của em đã tới giới hạn rồi. Lúc này không phải là lúc thích hợp để nói chuyện đó. Em cần phải nghỉ ngơi. Em cần phải có thêm thời gian. Có những chuyện không cần phải nói ra. Nhưng chúng ta ai cũng đều hiểu. Nếu vậy, đừng tìm cách bao bọc em nữa. Không lẽ anh bỏ vợ anh chết đói trước khi mọi chuyện rõ ràng sao? Anh cứ chờ xem.
Dễ sợ thiệt. Cấp cứu chừng nào tới? Sắp rồi. Cũng may là hắn còn nương tay đó. Chẳng qua là sợ rắc rối thôi. Trời đất ơi, năm mạng người, đừng có nói là bóng ma. Có là ma dương hay quỷ dương gì hả, cũng phải dựa cột. Chích điện. Kỹ năng chiến đấu của hắn rất hoàn hảo. Tụi này á, từng giây đánh thằng xám, sát thủ xám đen. Nếu như mà em không ra tay nghĩa hiệp hả, trời ơi, bị chém nát người rồi. Ủa, có chuyện đó nữa hả? Bổn củ soạn lại, vậy mà cũng không đụng được tới giặc áo của bóng ma nữa. Trời, số 1 với số 3 mà sao chênh lệch trình độ tới mức đó dữ vậy trời. Cấp cứu tới rồi, đi thôi, không thì phiền lắm. Tình hình tiêu rồi anh Tư ơi. Bị đánh úp hả? Tụi em đánh úp thằng bóng ma ngoài bãi sông thì có. Cả đám đấu một, vậy mà không có thằng nào thoát. Đi kêu con nhỏ My liền cho tao. Dạ. Đi. Ít nhất thì không có thằng nào chết. Có khác gì chết đâu. Lúc cần kêu xung trận á, nhìn thấy thằng đó cụp đuôi chạy như chó vậy. Phải theo kế hoạch của tôi thôi. Không khéo á, lại phản tác dụng, mất công á, mất thời gian của tôi nữa. Cỡ đó không qua nổi thì không có tư cách gì đấu với bóng ma đâu. Tôi nghĩ tốc độ của hắn không thua kém. Nhưng bóng ma thì có con dao, hắn thì có cái đầu. Nói một cách khác á, hắn quan trọng nhất là cái đầu nè. Trừ phi trình độ mở khóa của hắn cũng đỉnh như trình độ giết người. Nếu không hả, đừng có hòng đụng vào người em. Có ý tưởng mới hả? Nếu như là viết tắt của... Viết tắt của cái gì? Tạm thời chưa biết. Đầu đất ơi là đầu đất. Anh thôi đừng có nói chuyện què vốn nữa được không? Thời gian không có chờ đợi đâu. Anh phải đi về mới được. Cái gì? Muốn chết hả? Anh có linh cảm mình sẽ tìm ra sự thật. Vậy anh đi một mình đi, em cần kiểm tra một số thông tin. Để em tiễn anh. Đi. Nhớ bấm 4 tiếng chuông nha. Quên là ở ngoài ráng chịu đó. Em không chấp nhận bất cứ tín hiệu liên lạc nào khác đâu đó. Ok. Muốn vô nhà của tôi hả? Nằm mơ đi. Thank you.
Anh à, có thật trước đây anh chưa từng yêu ai không? Thật chứ. Vậy sao em, anh có muốn ai nữa không? Không. Người như anh mà thất tình thì chắc sẽ tội nghiệp lắm. Vậy thì em đừng có để cho anh thất tình nghe. Nhưng mà cuộc đời này bạc bẽo lắm anh à. Alo, anh đã biết được ý nghĩa của lá bài rồi. Vậy hả? Lá bài bằng bạc, mang ý nghĩa tình cảm của con người. Bạc Long. Vậy A là viết tắt của chữ gì? Vậy thì phải hỏi cô Liên thêm một lần nữa. Đến nhà cô. Cô dẫn tắt máy, anh sẽ qua nhà. Anh về đây được không? Rồi mới qua nhà cô. Ok, khi nào gần tới anh sẽ điện cho em xuống, rồi mình cùng đi chung ha. Ừ, cũng được. Không được. Anh phải lên đây, có việc quan trọng. Việc gì? Có kẻ rình ở bên ngoài. Em sợ là bóng ma. Vậy thì em cứ yên đó cho anh. Nhớ bấm 4 tiếng chuông như em đã nói nha. Nếu mà quên á thì nhá máy cho em ra mở cửa. Chiều nay mày chứng kiến rồi đó. Mày mà làm trái ý tao thì đừng có trách tao. Cái đây đó. Dạ. Ah!
La 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 la. Đầu đất, anh cũng đoán được nữa hả? Thì em nói rõ ràng vậy mà. Nhớ bấm 4 tiếng chuông như em đã nói nha. Nếu mà quên á thì nhá máy cho em ra mở cửa. Nhớ bấm 4 tiếng chuông nha, không thể ở ngoài ráng chịu đó. Em không chấp nhận bất cứ tín hiệu liên lạc nào khác đâu á. Ok. Yes, được đó. Ráng phát huy đi, rồi sẽ có ngày em không gọi anh là đầu đất nữa. Lần trước ta bất ngờ nên mới bị hắn hạ gục. Lần này là cơ hội của chúng ta. Một mũi tên bắn trúng hai đích, vừa rửa được nhục, vừa không cho thằng Tư Tây kết nạp thêm một thằng thứ dữ. Đại ca yên tâm, một mình nó không thể hạ gục như đây người. Giả lại chúng ta tấn công bất ngờ mà. Hàng chuẩn bị chưa? Dạ rồi đại ca. Đại ca. Rồi. Dạ. Cá cược không? Mấy cái đồ xong chuồng của tụi bay sao rồi? Chắc nó ngợp nó xỉu rồi. Đồng vô. Dạ. 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 Không rút em coi như đi tông đó. Nè, mà gì đi thôi.
Mày đúng là con quỷ. Đúng. Dạ. Càng lúc cô càng khiến tôi ngạc nhiên đó. Mới đó mà đã ngạc nhiên rồi hả? Lúc đó tôi tưởng thằng Thịnh thui tiêu tùng rồi chứ. Chết như vậy thì chết cho rảnh, không đáng tiếc. Nói vậy thôi chứ tôi biết chắc chắn là cô biết là thằng đó khó mà chết lắm đúng không? Alo. Tôi vừa để hồng cho nó. Đến mày cũng chịu thua hả? Không phải, mà là tụi nó may mắn thoát chết thôi. Tao không thích nghe những lời giải thích lôi thôi. Mày làm việc gì mày nghĩ là tốt nhất đi. Tôi đang chờ đợi đây. Hả? Tụi nó sẽ tới nhà chờ ông và không cho tôi cơ hội cản trở. Coi bộ thú vị hơn là tao tưởng. Ok, mày đi nghỉ đi. Lúc cần, tao sẽ gọi. Tao có việc cho mày đó, Hoàng Yến. Chúng ta hé lộ thông tin, sở sẽ thành lập ban chuyên án để truy quét bọn xã hội đen. Là để cho bọn chúng lo sợ, mình là điểm ngắm của chính quyền mà thu dò bạch tuộc lại. Không dám hành động lộ liễu, làm xáo trộn trật tự công cộng, gây thanh toán đẫm máu. Tránh gây án mạng, cố che giấu hành động ác ôn, núp sau vỏ bọc làm ăn hợp pháp. Tất cả chúng đều đi vào hoạt động bí mật. Chúng càng giữ bí mật bao nhiêu, càng cung cấp cho ta thông tin quan trọng. Để bộ phận nghiên cứu sàng lọc đi đến kết luận và bằng chứng xác thực để phá án. Các đồng chí hiểu không? Dạ hiểu. Dạ, hiểu. Chúng ta cứ để cho bọn chúng tranh giành, đấm đá lẫn nhau để có được bảy lá bài của bảy lửa. Đến khi chúng tự giải mã xong, đi đến kết thúc là lúc chúng ta quăng lưới túm gọn đầy đủ, đưa ra ánh sáng trước pháp luật để xét xử, đúng người, đúng tội, khiến cho dư luận xã hội tâm phục khẩu phục. Ngày ấy không còn xa, phải kiên nhẫn chờ.
nhiều dù mà... bao lời nói con đang buồn à? Thành mây dạ. Thành khói cũng có phải vì cái cô Mimi đó. Chào ba biết. Cô ta đã nói lời chia tay với con. Không một lời nào. Biến mất chỉ chưa từng xuất hiện. Anh chính là bài hát này. Hồi còn sống, anh Bảy thích nhất mấy câu cuối này. Kìa phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lộng gió, những ân tình chìm trong lòng phố, cũng theo hư không mà đi. Vậy là đúng rồi. Em biết là bài thứ năm hả? Chưa biết. Ủa, Bảy lửa mê nhất bài này, ngày nào cũng nghe hết hả cô? Ổng thích, nhưng mà rất ít nghe. Nói đúng hơn là trong suốt thời gian chung sống với ổng, cô thấy ổng nghe đúng có 2 lần. Lần cuối là trước cái đêm định mệnh. Má đi đâu? Má về phòng. Má cảm thấy hơi mệt. Dạ, má mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi. Ừ. Tối nay hai đứa coi lại đây đi nha. Thiền bá lo phòng nha con. Em lúc nào cũng đẹp. Cảm ơn anh. Chắc thằng sói chiều chuộng em nhiều. Trông chờ ở người khác chi bằng tự mình chăm sóc mình. Em với hắn sống có hạnh phúc không? Em không ân hận. Anh cũng không hối hận khi yêu em. Liên à, anh đang chờ tới cái ngày mà em quay lại. Anh cũng biết là không thể. Nếu thằng sói nó buông tha em, cho dù chuyện gì xảy ra, em và anh cũng không thể nối lại được. Nhát dao đó đã cắt đứt tơ duyên rồi. Nhưng thằng sói nó muốn giết anh chứ không phải là em. Là em biểu ảnh. Chỉ có hai ta mới biết lý do khiến em làm như vậy. Cho dù em không bao giờ muốn giết anh. Chính vì vậy anh sẽ không bao giờ quên em. Và anh biết rất rõ cách để khiến em nhớ anh. Em sẽ phải nhớ tới anh. Thank you.
Những ân tình em đong bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu. Phấn hương nồng em xem tựa tấm nèo thuyền điều đường thường dễ đứt, khiến bao chiều trên bến tịch liêu vắng con tàu sân ga buồn héo hắt. Trúc nè, mình bắt đầu từ đây hả? Em không biết, cứ có cảm giác nên tới đây, ít nhất cũng cần tưởng niệm ổng. Em có buồn không? Bà chết thảm, tất nhiên em buồn. Nếu có cơ hội, em sẽ xử tội bóng ma. Em không nên. Chuyện hôm qua chỉ đủ hù dọa thôi. Nếu hắn không ngán mà bỏ đi, thì anh không dám chắc là đủ sức bảo vệ cho em đâu. Đầu đất ơi là đầu đất, nếu mà không có sức á thì dùng trí tuệ. Em không tin á là chúng ta không thể thắng nổi hắn. Một thằng chỉ dám giấu mặt sau cái mặt nạ bẩn thỉu đó thôi. Coi kìa, anh sợ cho tới cứng lưỡi luôn rồi hả? Anh có linh cảm chẳng lành, tốt nhất là không nên gây với con người đó. Một bài hát nhạc vàng dẫn tới kho báu kim cương. Bảy lửa có thú tiêu khiển tào nhã thiệt. Liệu có mật mã trong đó? Mật mã chồng mật mã. Em không nghĩ là vậy. Theo em thì đó là tấm bản đồ chỉ đường. Bản đồ thì phải cần điểm đầu và điểm cuối. Có điểm đầu thì sẽ tới được điểm cuối. Với em chỉ là chuyện nhỏ. Hiện tại bây giờ một bước dở cũng không có nè. Dạ. Mày thôi làm vệ sĩ cho bà đi. Dạ. Kể từ ngày mai, mày phải luôn theo sát tao. Dạ. Tao không truy cứu chuyện cũ nữa. Đổi lại, mày phải bán mặt cho tao. Dạ. Hai lần trong một ngày, tụi nó thoát khỏi tay mày. Tại sao hả? Cặp đôi hoàn hảo. Thằng đó rất giỏi võ, còn con nhỏ thì có cái đầu rất tinh ranh. Tao không muốn nghe bất cứ lý do gì. Tao cho mày 3 ngày. Tao nhắc lại, con nhỏ đó phải đưa về nhà vườn. Còn thằng đó, dứt. Không hứa trước được. Mày nói sao hả? Linh cảm xấu.
Mấy người này tử tế thiệt á, xài xong trả lại nguyên trạng, chả bù cho tụi kêu là tri thức này nọ, chỉ ưa ăn cắp, khoái dùng chùa. Sao tự nhiên chuyện này quay sang chuyện khác là sao? Anh làm quản trị mạng, chắc thừa biết mấy cái vụ mà xài account chung lúc nào cũng có câu đề nghị là không được đổi pass. Vậy mà mấy cái đứa bị chó gặm mất lòng tự trọng, vẫn phớt lờ. Tụi nó ngu thiệt, tưởng hớp được hả? Người ta nắm được pass gốc kia mà. Thì do hậu quả cạnh tranh xã hội quá khốc liệt mà thôi. Còn mấy người bạn lang thang của em đó, họ không hề có động lực mà vươn lên. Chính vì vậy, họ cũng không thể thoát khỏi thói xấu chung. Đầu đất ơi là đầu đất. Tưởng thế nào quá ra anh cũng ủng hộ cái thói tư lợi. Em nhìn làm người rồi, thất vọng quá đi. Nè, bộ anh không biết làm gì khác ngoài cái vụ nhắm mắt phớt lờ hả? Em cũng chỉ có một chiêu, lấy miệng lưỡi áp đảo người khác mà thôi. Còn dám trả treo. Vậy đừng có mơ biết được bí mật của em. Anh không thích nói chuyện lòng vòng. Vậy anh có muốn biết em nói gì với hắn ta không? Đàn ông các anh chỉ biết xài cơ bắp để giải quyết công việc thôi, sức máy đấu lại tuyệt chiêu miệng lưỡi của em. Anh, nè, anh, năn nỉ em đi, em bật mí cho nghe. Đầu cứng đâu? Rảnh đi chơi với em không? Trời đất ơi, thiên vị rồi nha. Đi với cô Liên thì mặt hớn hở, đi với em thở qua đây làm gì là sao? Đi. Nè, sao em không ở trọng mà ra đây làm gì? Em muốn cho anh xem cái này trước đã. Nè, anh xem. Coi có đẹp không? Đây là công trình tâm huyết mất cả năm của em đó. À, còn đây nữa nè. Tác phẩm của thằng Xíu, nhà Út. Còn có thằng heo mập nữa. Hồi đó hả, nó cậy mập nên bắt nạt tụi em. Tụi em quýnh lại nó hả, bị sao Anna phạt. Bảo cưng nó nhất diện luôn á. Anh ta vẫn ở lại viện hả? Đã biểu là được cưng nhất rồi mà. Bả lên chức viện trưởng thì còn ai dám phàn nàn nữa chứ. Anh ta bị tự kỷ từ nhỏ hả? Đâu phải lỗi của tụi em. Tụi em nhường nó nhiều lắm. Nhưng mà nếu như heo mập không bị bệnh hả, thì tụi em sẽ cho nó một trận nhớ đời rồi. Nè, nè, anh làm cái gì vậy? Nè, anh dừng lại đi, dừng lại. Anh làm gì vậy? Dừng tay lại. Anh dừng lại không? Anh kỳ quá à. Đây là công trình kỷ niệm của em. Anh mà không ăn nói đàng hoàng hả, em không tha cho anh đâu. Em nghe nói nè, một đứa con nít nó có thể mắc kẹt ở trong đó đó. Anh sợ nó sập hả? Bữa trước nghe mấy sơ trong viện nói về ngôi nhà của em. Mấy tụi nhỏ ở đây nó cũng giống như em vậy, khoái lẹn ra ngoài chơi vậy nè. Anh sợ là nó chui vô đây rồi sập xuống, nguy hiểm lắm. Mm-hmm.
phá đi là đúng rồi. Nhưng mà như vậy á, là giết chết đi kỷ niệm vui hiếm có của em. Anh có biết không hả? Thôi mẹ, em đừng cứ tự làm khổ mình nữa. Hai người quen nhau à? Dạ. Dạ. Bộ con có quyền kết bạn hả? Nói cho sơ biết, con hả còn thân với lại cô Liên nữa đó. Ta mừng cho con làm bạn với những người tử tế. Con sẽ học được nhiều điều hay đó. Ráng lên. Không dám đâu. Con hả? Hết thuốc chữa rồi. Tôi nhìn sắc mặt của cậu không được tốt. Có chuyện gì phải không? Dạ. Nhìn gương mặt của cậu, tôi có thể nói ra được nhiều điều. Nè, sơ đừng có suy diễn lung tung nha. Nếu như mà chú biết sơ hả? Chú luôn ủng hộ tấm lòng thành của con chiên. Chú cho ta đôi mắt sáng, có thể nhìn thấy quá khứ và vị lai. Chứ sao nhìn thấy gì? Sự biến cố, đau khổ, thất bại, khát khao tìm kiếm hạnh phúc. Vậy mà cũng nói. Dạ đúng vậy thưa sơ. Anh... Cuộc sống của tôi vốn không được êm đềm. Điều đó khiến tôi càng khao khát tìm hạnh phúc. Nhưng tôi còn nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường đi của cậu. Dạ, cảm ơn sơ nhiều lắm. Bà nói ba lá mà anh cũng tin nữa hả? Hai đứa đi đâu cả ngày vậy? Coi bói. Thế nào? Lãng xẹt. Chuyện lá bài tới đâu rồi? Theo suy luận của tụi con thì trong bài hát ảo ảnh có hàm chứa mật mã dẫn đường, mà điểm xuất phát có thể chính là ngôi nhà này. Con nói ổng cố tình kéo cô vô hả? Thì cô vẫn ở trong cuộc mà. Cô chính là khát vọng lớn nhất của ổng. Nếu như xét về sức nặng thì cũng tương đương với kho báu đó. Nếu không qua cô thì chắc chắn sẽ không tới được đích. Bảy Lửa cũng là con người rất sâu sắc, rất nặng tình. Thật là khó trách. Bằng mọi giá mà phải làm cho xong. Dạ. We'll be right back.
Thằng Phong cố tình kích động tụi Đông Hoàng tấn công người của chúng ta, giành quyền kiểm soát chợ Đông Cầu Cảng. Tôi sẽ tới đó. Khỏi, tao kêu mấy đứa kia đi rồi. Mày có nhiệm vụ quan trọng hơn rất nhiều. Đi đón con gái của tao. Anh Đen đâu? Sao để ông đi đón tôi một mình vậy? Có việc. Có việc? Không chấp nhận. Tắp xe vô lề đi. Tôi nói anh đánh xe vô lề. Đánh xe vô lề. Anh có nghe không? Hả? Ở nhà có gì quan trọng hơn? Với tôi á, không có chuyện gì quan trọng mà anh Đen hết. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hai người. Nói tôi nghe. Cô là ai vậy? Cô là ai? Nè. Má tôi bận gì sao chưa xuống? Không rõ. Chỉ biết cô dặn là không được làm phiền trước 4 giờ chiều. Tào lao. Dặn cô thôi chứ liên quan gì tới tôi? Tôi là con gái mà. Con nào cũng là con. Hôm trước Thiên Bá lên bị cô quát cho một chập. Hả? Cô nói gì? Má tôi la anh hai hả? Cô có nhầm lẫn gì không vậy? Má tôi chưa bao giờ la ai hết á. Má cô giờ này thay đổi rồi. Tất cả cũng chỉ vì tương lai anh em cô. Cô đang chơi tôi hả? Nè. Trời ơi. Hết má rồi tới con. Bó tài với ổng luôn. Thứ dữ, đúng là thứ dữ đó. Chuyện đêm hôm qua có liên can tới ông không? Chuyện đêm hôm qua là chuyện gì? Tôi bị tấn công. Cái gì? Anh bị tấn công? Hồi nào? Đứa nào nói tôi một tiếng thôi, tôi sẽ cho mấy thằng tới làm cỏ liền. Nè, anh đừng có nghi ngờ tôi. Tư tay này trong giới giang hồ á, nổi tiếng là đàng hoàng đó. Nếu tôi muốn giết anh á, thì đâu cần phải mất nhiều thời gian vậy. Chỉ việc dục sắp tiền ra là xong. Không phải ông dựng cảnh để lôi kéo tiệc vui về dưới trướng của ông sao? Nếu đúng như vậy á, thì anh nên nghĩ. Bởi vì tôi quá trân trọng anh đi. Trân trọng?
hay là dùng tôi để tính mạng? Đúng là giang hồ gốc Bắc. Dân ngoài Bắc á, thâm nho nhỏ mông, đi chơi với thằng Tư Tây này á, thì mới hạp đó. Hắn sắp đồng ý rồi. Quan trọng á, là xài như thế nào. Từ ngày ba bảy lửa mất, căn phòng vẫn không thay đổi hả má? Má vẫn dành ra mấy giờ đồng hồ để tưởng nhớ đến ba bảy lửa hả? Con đừng có nói bậy, bà nghe thấy tức lắm đó nha. Vậy thì càng vui, kệ ông đi. Trời ơi, con đừng có gọi ba như vậy được không? Ba sẽ buồn đó. Ba rất là buồn. Má lo ba buồn mà má nở lòng nào xách vali về đây để tưởng nhớ mối tình đầu hả? Con làm ơn tránh nói chuyện đó đi giùm má. Anh không hiểu sao em cứ nói hoài chuyện này à? Không xử được cái tính mê gái của anh, em ăn không ngon ngủ không yên. Em... Anh... Cậu làm như vậy là có ý gì? Anh có cảm giác là đã từng gặp hai má con cô Liên, nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Hồi nhỏ anh đã gặp biết bao nhiêu người đẹp rồi, nói em nghe. Còn cười được nữa hả? Bạn gái của Thiên Bá anh cũng kêu là quen quen. Vậy chứ trong mắt kẻ đào hoa như anh á, cô nào cũng quen hết hả? Trời ơi, anh không biết là trong đầu em nghĩ cái gì nữa. Con đã lớn rồi, đi du học, làm người mẫu, thi người đẹp hay là thần tượng gì đó, má tin là con đã biết phân biệt đúng sai, tốt xấu. Thì cũng vì vậy, con mới không chấp nhận hình thức kiếm tiền của ba. Nhưng mà con vẫn là con gái cưng của ổng. Thì con có nói là con từ ba hồi nào đâu. Nè, má nhắc lại nha, nói cái gì cũng phải cẩn trọng đó, lớn rồi không còn là con nít nữa. Nhưng mà ba lúc nào cũng coi con là con nít hết á. Ai biểu con cư xử giống con nít? Ai nói với ba vậy? Má nói với con á là con cư xử rất là trưởng thành, rất là biết suy nghĩ. Có thiệt không? Không tin á hả? Ba cứ đi hỏi má đi. Cái hồi mà con đi thi qua hậu người Việt ở bển á, con còn được giải nhất ứng xử. Ai cũng khen con đối đáp khôn ngoan á nha. Thi cử khác với con sống nhiều lắm con à. Hơn nữa, ba giận khoái thấy con gái của ba dễ thương, nhí nhảnh, đáng yêu như bây giờ. Không dám đâu. Bộ ba muốn cho con lấy chồng hả? À, mà khoan, nói chuyện của con đó, con thấy chính ba với má đang cư xử rất là con nít đó. Thôi, con mới đi về mệt rồi, con nên nghỉ sớm đi.
con nhỏ phản ứng ra sao? Bình thường. Bố nó không lo lắng gì à? Tôi không rõ lắm. Dường như cô ấy biết là ông bà sẽ không bỏ nhau. Vậy là cô ấy đã nói với con nhỏ rồi. Trong thời gian Liên Nhi dự nghỉ 2 tuần, mày phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối. Nếu không, tao sẽ xử cả 2 anh em tụi bay. Tào mẫu rồi hả? Vậy mà cũng nói là niềm đam mê nhất đời. Xạo hoài. Đàn ông mấy người ai cũng xạo hết á. Đem mặt thử nha. Đẹp không? Nè, bộ ông tái phát bệnh thần kinh hả? Giữ nguyên cái đầu, rồi mở miệng nói coi.
Ba cô tính chuyển quyền quản lý công ty cho Thiên Bá. À, thì ra là như vậy. Kỳ này khổ cho ông anh của tôi rồi. Mà thôi, chở tôi qua tập đoàn đi. Cô Lan hả? Kiểm tra lịch họp ngày mai giùm tôi nghe. Có gì báo tôi. Cảm ơn. Nè, rảnh việc tới phá ba hả? Chán quá à. Biết vậy còn ở bển cho xong. Ba đã kêu thằng Sám chở con đi chơi tới chỗ nào con muốn. Nó mà nhãn việc, ba sẽ xử lý nghiêm. Thôi đi ba, ba biết tính của ổng rồi đó. Hỏi gì nói đó, đâu được nhanh đen đâu. Ba làm gì nhìn con dữ vậy? Con nói đúng chứ bộ. Đi chơi với anh đen dễ chịu hơn nhiều. Ừ, ba cũng thấy như vậy. Ủa ba, mà anh đi đâu rồi ba? Đi công tác rồi. Tưởng gì. Thì bà thấy người khác đi thế ảnh đi. Để anh về đi chơi với con. Con à, bà hỏi con này. Dạ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Ai mà hỏi tuổi phụ nữ. Ba là ba của con, nhưng mà cũng là chủ tịch cái tập đoàn này. Chiều con á, mà để làm ảnh hưởng tới lợi ích chung thì ba không làm đâu. Đi về. Liên Nhi và anh em Xám Đen, cả ba đứa đều cùng trang lứa, cho nên rất thân với nhau. Cô đã lo là sẽ nảy sinh tình cảm nam nữ. Tức là cặp Xám Đen cũng thích Liên Nhi hả cô? Hình như là chỉ có thằng Xám thôi. Vậy con nhỏ thì sao? Nó đã có bạn trai ở ngoài, và không phải là một. Như vậy thì tốt hơn. Nhưng cô thấy cô có lỗi trong chuyện này. Trong thâm tâm cô vẫn coi tụi nó là con đẻ của cô. Vẫn mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng nó. Miễn làm sao thằng Xám không thành con rể của cô, đúng không? Dù có thương cách mấy, cũng không bằng con của mình sinh ra. Càng không thể chấp nhận, bởi vì hắn cũng chỉ là một tên sát thủ. Con hiểu cô quá. Cô đừng có lo. Ba má thương yêu, muốn gả con gái mình cho chỗ tốt là chuyện rất bình thường. Cô không cần cảm thấy có lỗi với bất cứ người nào hết. Mà nè, con nghe kể hoài mà sao không thấy cái mặt của thằng cha Thiên Bá thò ra chỗ nào hết vậy? Hồi đó, thằng nhỏ không có nhà. Cho đi du học từ nhỏ hả gì? Hèn chi, thiết kế mang một phong cách xa xôi, không ai hiểu gì hết trơn.
Thiên bá đã từng mắc chứng tự kỷ ám thị. Hả? Thì không gì? Thank you.